Xin chào anh chị và các bạn. Hiện tại thì Đạt đang có mặt tại ban công của căn hộ view nhìn ra biển phía đông nam. Đó, anh chị xem đằng sau Đạt đây chính là cái khu vực hồ điều hòa cũng như là vịnh Hạ Long. Đấy, thì Đạt đang có mặt tại căn hộ thuộc tầng 17 trên ban công của căn hộ mã 10 chung cư Green Bay Premium 24 tầng của chủ đầu tư BIM Group, đặt tại vị trí mặt đường Hoàng Quốc Việt. Đây chính là cái con đường Hoàng Quốc Việt, trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long. Và với cái ban công vô cùng đẹp khi mà nhìn về phía đông nam và nhìn ra đó là hồ điều hòa và vịnh Hạ Long. Đó. Thì hôm nay Đạt xin giới thiệu đến cho anh chị và các bạn một căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh thuộc tầng 17 và chủ nhà đang muốn chuyển nhượng lại. Đó, với cái ban công nhìn về phía đông nam vô cùng là thoáng mát, view biển. Đó, anh chị xem. Xin mời chúng ta cùng tham khảo cái căn này. Đạt sẽ quay chi tiết cho chúng ta. Đây là cái khu vực phòng khách. Đó, có kệ để xem TV này. Đấy, đầu chờ và ghế sofa xem TV. Ngay phía sau thì chúng ta có cái khu vực chủ nhà sẽ thiết kế một cái khu vực quầy bếp, có tủ bếp, bàn ăn. Đó, anh chị xem. Đó, và có những cái ô cửa sổ rất là thoáng và nhìn ra cũng là vừa nấu ăn chúng ta có thể vừa ngắm vịnh. Rất là đẹp. Đó, rất nhiều ánh sáng. Khu vực này sẽ là tủ kệ để TV nhá anh chị nhá. Và có điều hòa. Ở bên trong này thì sẽ là một phòng ngủ nhỏ. Đấy, nhưng mà tích hợp sẽ có nhà vệ sinh ở bên trong này luôn. Và đây. Đấy, ở đây cũng có cửa sổ để nhìn ra vịnh. Và ở đây thì cũng sẽ có một nhà vệ sinh ở bên trong luôn. Đó chị xem. Đó. Căn này thì với diện tích đó là 84m² trên sổ đỏ và đã có sổ đỏ rồi. Đó, nên như chúng ta mua căn này về thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể thế chấp ngân hàng hoặc sử dụng đầu tư kinh doanh cho thuê cũng rất là tốt, khi mà vị trí thì nằm ngay mặt đường Hoàng Quốc Việt và view thì về hướng đông nam ban công nhìn ra vịnh Hạ Long rất là đẹp. Đây thì sẽ có một cái phòng ngủ lớn. Đấy, xin mời chúng ta xem. Chủ nhà đã thiết kế một cái phòng ngủ lớn mà có một tủ cũng rất là đẹp, rất là rộng. Đây. Đây là hệ thống tủ của căn hộ. Đó. Đây là giường. Và có một cái cửa khe thoáng này. Đó. Tiếp theo ra khu vực cửa chính ra vào thì sẽ có tủ dây, kệ để đồ cũng như là một nhà vệ sinh chung. Đây chị xem, nhà vệ sinh chung. Đó. Đó. Căn này thì hiện tại chủ nhà đang muốn do là nhu cầu chuyển đổi công tác lên Hà Nội, thế nên là chủ nhà cũng đang muốn chuyển nhượng lại với mức giá đó là 2.350.000.000 với căn hộ công năng là 2 ngủ 2 vệ sinh và view về ban công đó là nhìn ra hướng đông nam về phía Vinmun Đảo Dèo. Đó, anh chị xem. Và nhìn ra khu vực hồ điều hòa cũng như là vịnh Hạ Long. Ở đây thì kết nối với bãi tắm khu vực tại bán đảo 3, bán đảo 2 cũng rất là gần. Đấy, chỉ có vài trăm mét thôi ạ. Và xung quanh đây gần như là có khu dân cư vô cùng đông đúc anh chị ạ. Đây, trường học, tiện ích, khu vực dân cư ở đây rất là đông. Đó, gần như là đầy đủ tất cả các tiện ích. Khi mà khách hàng mua về đây thì chúng ta vừa có thể ở này nghỉ dưỡng thành ngôi nhà thứ hai, hoặc là chúng ta kinh doanh khai thác homestay nếu chúng ta có nhu cầu đầu tư cho thuê. Đó, thì Đạt xin giới thiệu đến cho anh chị và quý cô chú khách hàng chúng ta cùng tham khảo cái căn này. Nếu như mà có nhu cầu sở hữu căn hộ này hay là tìm hiểu bất động sản tại khu vực Hạ Long thì có thể liên hệ cho Thành Đạt qua số hotline em để bên dưới video. Rất mong là được hỗ trợ tư vấn cho anh chị lựa chọn được loại hình phù hợp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.